cả nhà nhé. Hôm nay mời cả nhà thầy Trưng mình với anh mình đi thăm lợn cả nhà. Thì đầu video mình chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hôm qua chỗ mình mưa lớn lắm cả nhà, nguồn nước ngập hết trơn. Thì lợn thì anh em mình đi thăm 3-4 chuyến cũng không có clip để đăng luôn. Nắng quá không có cá cả nhà, có thì cũng có vài con đủ ăn thôi. Mình không có đăng, lợn mới mình cũng không có xuống nữa nha. Giờ chờ nước ngập lên thôi cả nhà, xuống mắc lờ quá. Ủa, một cái lờ tới 35.000 á. Mà dạo này mình cũng ít ra clip cả nhà. Thì mong cả nhà thông cảm nha, mình sẽ sớm trở lại ra clip đều đều. Giờ mời cả nhà theo chân mình nha, mình đi thăm lờ. Cái mương nó ngủ không có giờ kìa. Có quậy cái gì đó. Phi không? Phi không? Cái là lột rồi, nó cám lắm. Hai cái lò, hai cái phi. Còn lò không? Hết rồi. Nó dằn ba cái 12 cái ngục đó. Cái xuồng nó văng lại cái một lần nữa, mất cái lờ nữa. Thấy là nghi rồi. Phải chịu thôi. Nhà thấy không? Bởi vì mất hoài vậy nó đâu có dám xuống lờ nữa đâu. Xuống nó mất, xuống nó mất. Tại cái luồng lờ này ở gần nhà mà còn mất lại ra. Từ mình để lại để kiếm cá ăn thôi. Đâu đây cái đâu hả anh, tôi giờ đi hả? Cái này chắc cũng mất luôn rồi, nó lông rồi. Mấy cây nè. Còn không? Cái trắng bốn con con. Đó. Còn không rồi. Gắn con súng. Thấy gắn có sợ không? Thấy gắn sợ nó vô rồi, nó ra rồi đó. Dưới đầu. Gì thăm à? Nghe cái lóc tự nhảy. Cái lắp nhảy. Giờ lên đi. Mấy nay mình giờ lời hết cái ngồi. Đi chạy lúa. Cái lắp vô. 5 cái. Giờ đi hết nha. Dưới đó không chạy cả nhà. Ồ, nước trong ruộng nó đổ ra kìa. Mưa tối thế. Còn lại không được. Lưới. Phi không hả? Hồi nào?
Có mình chết ở đâu ta? Đánh lên chưa? Có mưa nhưng không có cá gì á. Tối kéo có không? Tối kéo có cá không? Cà phê. Bắt cà phê luôn, cà phê bự. Bắt cái gì từ với mưa dài cây nó mới có cá. Mới rồi, tôi chưa chạy đâu. Chắc rồi. Lóc. Có ăn được rồi. Có dính là ngon rồi. Thả cái lá phi đi. Ơi 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 ơi. Có con cá lóc anh chị. Đó. Được. Đây cả nhà ơi. Nước đục ngầu, mưa tối, đục bệnh trôi nè. Dữ dằn sao. Cái này được rồi, dính cá phi cho bá lửa. Có chưa? Ủa? Nữa hả? Trời ơi. Thấy bên bà luôn nè. Quá trời bự luôn. Được rồi, lụm cà phê, đằng này lụm cà phê nè. Chạy mất rồi ông ơi. Trời ơi, cái sạch. Lò cái sạch. Kiếm gì ớt. Đi mất rồi. Phi bự mà. Phi bự thì đụng. Cái dấu xuồng nó quằn nè. Dấu xuồng nó quằn bấy hết cả nhà. Cái phi. Lục bình quá trời, lục bình luôn. Này nó nhỏ bông cái đem mình bẻ bông về mình xào ngon lắm á. Bông nó ăn bùi. Hẹn bữa mình giờ đi vô trong rồi đúng không? Ở ngoài không chạy cả nhà ơi. Ở trong đầy lờ không? Ớt cô phi. Tối anh Tư bắt ếch quá trời, mình không có đi quay cái nè. 5-6 ký ếch. Á trời. Ốm. Sùng lắm.
chạy theo cho mày. Có cá không tôi? Coi thôi nghe cả nhà. Ồ, ôi cá nó lên đẻ. Cá nó mổ. Ôi. Ôi, đúng không? Chút. Không sao, nước. Gắn là cả nhà nó bay tát từ mình. Tính coi thôi nè, cá nước chảy nè cả nhà. Quá trời chảy. Đổ ra sông nè. Ở đây tối có ếch á. Quần hả? Còn lại không? Đó. Quần chích nè cả nhà ơi. Chích bấy ở trên cả nhà thấy không? Cái cá nó mới lâu chưa? Ông ông gùi anh ta. Phải không? Kiến. Trời có chạy cũng mất. Quần chích kiểu này. Bữa có lóc bự cả nhà nhớ không? Cô cá nó quần rồi đó. Bữa có lóc bự mà có cái chích kiểu này là không. Dưới hôn không chạy cả. Cá đục nhiều đó. Cá trắng hay cá gô rồi. Bên đó bên đây. Nhớ là bên đây mà. Ồ cá tát rồi. Hai con cá trắng. Cá lóc mới tắt bụp nó. Quá. Quá phê. Bắt luôn. Vô cái hầm thấy không? Nhớ rồi. Khi luôn hai cá. Có. Bự bự không mà ta rồi. Cắt luôn. Không anh bành không à, cá trắng mà không bự bự không mà ta. Bữa em coi clip ở trên mạng có ông kia ông nuôi cá rô phi rồi nè, mà ông cá chắc 2 kg á. Nó ra rồi thôi. Nó nhô lên cỡ đó mà sạch bóng cái lờ mà sao không có cá. Nó gắt rồi cả nhà. Giá lại. Cặp cá lóc. Xích xích bên tay trái anh đó. Có gì không? Trời ơi. Nhà thấy không? Mấy chỗ mới mà. Cá lóc, cá gô. Cá phi. Tùm lum ta ra luôn. Mấy chỗ mới rồi, giọng lắm. Cái gô có chà bá nữa. Còn cái gô cả nhà. Bộ bánh kia. Cái lóc. Đừng hết. Chỗ mới là có à. Kỳ vậy đó. Hồn nó táp kìa từ nghe không. Đó. Táp bụp 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 luôn cả nhà.
đầy lờ coi, cái cuối cùng coi. Hugo đồ coi. Cà phê. Ba con cà phê. Trời ơi. Cách hả? Tổ lớn nhưng mà cá nó còn trời. Rớt cá ra ngoài luôn. Đây nè. Cá lớn người ta không cá mà cá phi bự gì đó mà rớt ra ngoài cái nhà nghỉ cá lóc cá gì còn cá phi chà bá rồi đó mà còn rớt á. Lấy clip rồi lấy chứ. Đây cả nhà anh em về tới nhà nè, đủ ăn chứ mấy cá lóc nè, 2-4 cá lóc cả nhà, 4 cá lóc còn như cá phi với cá trắng không à. Rồi tối anh Tư một ếch bọng đây nè. Không chị, đây một bọng nữa nè. Đi cấp tốc quá rồi. Đây. Quá. Đã. Ếch đó hả? Rổ nó bằng rồi hả? Ồ, một rổ ếch đây nè. Còn bò quá. Đây nữa. Quá trời luôn. Thôi clip mình dựng đây cả nhà ơi. Cả nhà thấy đứa anh em mình hay cho mình xin được ký kênh mình được tay cả nhà. Mấy nay cũng ít ra clip quá. Thôi.